thì không biết là cô có chấp nhận chịu về chùa hay không. Rồi vậy là cô chịu về chùa ha. Thì bây giờ đó, tôi sẽ làm phép để đưa cô về chùa. Thì khi nào mà cô thấy xuất hiện một cái luồng ánh sáng ở trên đỉnh đầu thì cô hãy theo cái luồng ánh sáng đó nha. Rồi. Mở. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Ròm Vlog nha cả nhà. Thì quý cô chú anh chị cũng y là hứa, thì hôm nay thì Nguyên Ròm lại tiếp tục quay lại khu vực này để gặp cái vong của cô Phi, chủ thầu số lô đề đó cả nhà. Thì hôm nay mình quay lại đây để mình đưa vong về chùa nha quý cô chú anh chị. Thì trước tiên thì Nguyên Ròm cũng cúng kiến cho vong, thì cho vong hưởng no đủ rồi thì mình sẽ đưa vong về chùa nha quý ông bà cô chú. Thì cô Phi ơi, nếu cô mà có lẩn quẩn ở đây á, nghe tôi nói á, thì cô hãy đến đây và hưởng những đồ cúng cho no đủ nha. Để xong á, là tôi sẽ đưa cô về chùa. Thì quý ông bà cô chú á, thì cũng rồi xin phép tạm lánh mặt nha. Tên gì ạ? Nguyên. Hả? Nguyên. Nguyên hả? Ờ. Alo. Dạ. Gửi tấm xâm có ai tên, thằng nào tên Nguyên không?
Hả? Tám xùm. Có nào tên Nguyên không? Không biết không? Không biết rồi xử lý theo vấn đề không biết. Tại có hai thằng ở đây hỏi quay phim mà hỏi nó để tấn công. Không phải hỏi coi quen hay lạ. Ừ. Tại hỏi hỏi coi quen hay lạ là không biết rồi đấy. Ừ, điện rồi đi rồi nói chuyện. Tôi đang ở đây nè. Dạ. Điện lại hỏi hỏi gì? Hỏi thăm cái đó là có thằng đấy nó tập trung như vậy nó không có đi đâu rồi bà quậy quậy mà có gì không? Không có ý hỏi ông coi là có quen hay không. Tại vì tôi lạ tôi không biết. Ừ. Quay phim ý là tôi lạ tôi không biết rồi tôi gặp lạ rồi tôi hỏi rồi nó nói là rễ tấm xung gì đó rồi tôi mới điện ông hỏi rồi có biết không có quen không. Ừ vậy là quen không? Ừ quen thôi. Nó nói nó biết lòng đó. Ừ nếu mà quen thì thôi không quen tính theo quen.
Ây da. Nam mô A Di Đà Phật. Chào bông nha. Thì hôm nay thì tôi cũng y như lời hứa thì tôi sẽ quay trở lại khu vực này. Thì trước tiên thì tôi cũng hỏi ý kiến của cô, thì không biết là cô có chấp nhận chịu về chùa hay không. Rồi vậy là cô chịu về chùa ha. Thì bây giờ tôi sẽ làm phép để đưa cô về chùa. Thì khi nào mà cô thấy xuất hiện một cái luồng ánh sáng ở trên đỉnh đầu thì cô hãy theo cái luồng ánh sáng đó nha. Rồi. Mở. Thì quý ông bà cô chú á, coi như thì Nguyên Đồm cũng đã đưa vong của cô Phi về chùa rồi đó cả nhà. Thì nếu mà mỗi khi mà vong mà đồng ý thì vong đi rất là lẹ quý cô chú anh chị. Đó. Thì quý ông bà cô chú ơi, thì chắc có lẽ đến đây thì Nguyên Đồm cũng xin khép video lại quý ông bà cô chú ơi. Thì cuối video thì Nguyên Đồm xin chúc toàn thể quý ông bà cô chú mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà.